Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Ở video này, KTV sẽ chia sẻ cùng quý vị cách để đăng ký và KYC tài khoản trên sàn KuCoin.com. Theo thống kê từ CoinGecko, KuCoin là một sàn có khối lượng giao dịch nằm trong top 14 sàn. Trước khi đi vào nội dung chính của video, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Quý vị chưa có tài khoản sàn KuCoin, quý vị có thể lấy đường link KTV để đường link bên dưới video này. Ok, thì đây là giao diện sàn KuCoin.com này. Quý vị để ý phía bên trên góc tay phải màn hình có cái biểu tượng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Nếu như quý vị chưa có tiếng Việt thì quý vị chuyển sang tiếng Việt. Rồi, bây giờ quý vị hãy nhấp vào đăng ký để tạo một tài khoản mới này. Ở ô thứ nhất là số điện thoại, quý vị để nguyên là cộng 84. Quý vị hãy nhập số điện thoại của quý vị và bỏ số 0 ở phía trước đi. Nhập xong, quý vị hãy nhấn vào gửi mã này. Rồi, trong khi chờ đợi tin nhắn thì quý vị sang cái mục cài đặt mật khẩu đăng nhập này. Rồi, quý vị hãy lấy tin nhắn và nhập cái mã xác thực vào cái ô mã xác thực tin nhắn. Ở cái ô cuối cùng là mã giới thiệu, quý vị hãy nhập là 618 39835. Quý vị hãy kiểm tra chính xác này, 618 39835. Rồi, nhập xong, quý vị chọn đăng ký này. Rồi, thông báo đã đăng ký thành công. Quý vị có thể tắt cái này đi. Để cài đặt thông tin và KYC, ở phần này quý vị hãy chọn vào phiên bản cũ này. Rồi, quý vị chọn vào cái biểu tượng hình tròn phía bên trên góc tay phải này. Quý vị hãy chọn luôn là bảo mật tài khoản này. Rồi, thì ở đây quý vị hãy bật cái xác minh Google này. Quý vị chọn vào cài đặt này. Quý vị chọn gửi mã đi. Rồi, quý vị hãy lấy mã xác minh từ số điện thoại và nhập vào ô mã xác thực tin nhắn này. Ok, thì đây là cái mã QR code. Quý vị có thể lấy điện thoại smartphone đã cài đặt cái Authy để quét cái mã này và thêm cái mã này vào app Authy. Hoặc quý vị cũng có thể copy cái dãy số của quý vị này. Đây. Ở đây KTV sẽ copy này. Rồi, quý vị hãy mở cái Authy lên. Quý vị hãy vào cái dấu cộng này. Ở cái ô này, quý vị hãy dán cái mã vừa copy vào.
quý vị chọn vào Add Account này. Rồi, cái ô Account lên, quý vị hãy đặt tên. Ví dụ ở đây, KTV sẽ đặt là KuCoin. Và quý vị chọn cái biểu tượng màu. Ở đây, KTV sẽ chọn màu đỏ. Quý vị cũng nên sử dụng màu đỏ, vì cái màu đỏ độ bảo mật cao hơn. Rồi, quý vị chọn màu đỏ xong, quý vị chọn vào Saver này. Ok, thì cái mã Authy này nó sẽ chạy trong vòng 30 giây. Trong vòng 30 giây, quý vị phải thao tác copy nhanh. Rồi, quý vị dán nó vào cái ô này. Quý vị chọn kích hoạt. Rồi, thông báo đã kích hoạt Google thành công này. Tiếp theo là đến cái phần xác minh email này. Quý vị chọn vào cài đặt này. Rồi, bây giờ quý vị hãy nhập cái mã xác thực qua Google vào đây này. Copy này và dán nó vào đây. Rồi, quý vị hãy nhập email của quý vị vào cái ô thứ nhất này. Nhập xong, quý vị chọn vào gửi mã này. Bây giờ quý vị đăng nhập vào tài khoản email của quý vị này để lấy cái mã xác minh. Ok, đây. Đây là cái email này. Từ sàn KuCoin đây, quý vị hãy copy cái mã này. Rồi, và quý vị dán vào cái ô nhập mã xác thực này. Quý vị chọn vào kích hoạt. Ok, vậy là đã xong cái phần cài đặt bảo mật. Quý vị chuyển sang cái phần xác minh KYC này. Thì đây là cái thông tin về cái quyền nợ khi quý vị xác minh thành công cái KYC. Và tất nhiên về lâu dài thì quý vị cũng nên xác minh KYC để sau này khi có vấn đề gì liên quan đến sàn thì quý vị có thể support sẽ thuận tiện hơn. Rồi, bây giờ quý vị hãy chọn vào bắt đầu xác minh này. Ở ô thứ nhất, quý vị hãy chọn quốc gia là Việt Nam. Ô tiếp theo, quý vị hãy nhập tên rồi họ này. Quý vị lưu ý là quý vị nhập tiếng Việt không dấu. Rồi, ở cái phần loại tài liệu nhận dạng thì quý vị có thể để là hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc là giấy phép lái xe. Ở cái ô cuối cùng, quý vị hãy nhập cái số chứng minh nhân dân hoặc là số hộ chiếu hoặc là cái số giấy phép lái xe của quý vị vào đây. Nhập xong, quý vị hãy chọn gửi đi này. Rồi, quý vị nhấn vào tiếp tục này. Quý vị chọn vào tiếp tục để nhận thêm quyền lợi này. Rồi, thì ở đây quý vị
và chụp ảnh nếu như quý vị sử dụng chứng minh thư, thì quý vị chụp mặt trước và mặt sau. Và ở cái phần cuối cùng này, cái dấu cộng này này, quý vị phải viết ra một tờ giấy với cái chữ ký và cái mã. Thì đây là cái mã này, quý vị hãy viết cái mã của quý vị ra một tờ giấy này. Đó, và ghi ngày tháng năm bên dưới này. Ok chưa? Rồi, và ở phía bên trên, quý vị sử dụng chứng minh thư thì quý vị chụp cái giấy này cùng với lại chứng minh thư. Quý vị sử dụng passport thì quý vị chụp cùng với lại passport. Mà quý vị sử dụng giấy phép lái xe thì quý vị chụp cùng với lại giấy phép lái xe và cùng với lại cái ảnh chân dung. Đó, đây ví dụ cái bảng mẫu đây này, quý vị viết và cầm chụp y như cái bảng mẫu này. Ok chưa? Sau khi viết xong thì quý vị hãy upload lên. Rồi thì ở đây KTV đã viết sẵn rồi này. KTV chỉ việc upload nó lên này. Đầu tiên KTV sẽ upload cái ảnh mặt trước của chứng minh thư này. Rồi tiếp theo là cái dấu cộng thứ hai này, là mặt sau của chứng minh thư. Rồi cái dấu cộng thứ ba là cái ảnh chân dung kèm với lại cái giấy tờ và một dòng chữ với cái mã cũng như là cái ngày tháng năm. Ok, đang upload và quý vị chờ khoảng 1 đến 2 phút để cái ảnh này nó upload lên. Rồi, sau khi đã tải ba cái ảnh lên này, quý vị chọn và gửi đi này. Ok, và quý vị có thể chờ trong vòng 24 giờ. Đây, thông báo xác minh đang được xử lý. Do số lượng đơn xác minh ngày càng nhiều vì sự quan tâm ngày càng tăng đối với thế giới tiền mã hóa, chúng tôi đã tăng cường nhân lực để xử lý xác minh KYC của bạn sẽ được xem xét trong vòng 1 tuần. Vui lòng kiên nhẫn chờ đợi. Ok. Rồi, ở đây họ nói là 1 tuần chứ thực ra cũng không đến 1 tuần đâu. Rồi, tiếp theo, sau khi quý vị xác minh xong này thì quý vị nên chuyển sang cái phiên bản mới. Ok chưa? Quý vị nên sử dụng phiên bản mới nhất, bởi vì những phiên bản mới là những phiên bản được cập nhật thường xuyên. Rồi, chọn phiên bản mới này. Ok, thì đây là cái giao diện màn hình chính của cái phiên bản mới này. Quý vị hãy vào tài sản này. Rồi, quý vị muốn nạp USDT hoặc là BTC hoặc ETH, bất cứ các token nào, thì quý vị hãy vào chọn nạp tiền này. Rồi, quý vị có thể tìm ở cái ô tìm kiếm này. Đó. Đây, ví dụ ở đây KTV sẽ lấy cái mã là USDT đi. Thì ở đây USDT có tất cả các cổng này, 4 cổng này. Hai còn gọi là chain, hai còn gọi là network này. Cái chain thứ nhất là ERC20, chain thứ hai là TRC20, chain thứ ba là
EOS và trên thứ 4 là Angora. Rồi, thì quý vị muốn nạp tiền từ bất cứ các sàn khác về cái tài khoản sàn KuCoin của quý vị hay nạp từ bất cứ các ví nào về đây, thì quý vị trước hết là quý vị hãy chọn cái mã token này, sau đó là quý vị phải chọn cái cổng nạp hay gọi là chain. Ví dụ ở đây cái chain ERC20 là nó bắt đầu bằng cái số 0 này đó, cái chain TRC20 nó bắt đầu bằng chữ T, và quý vị tuyệt đối không được nhầm cái chain để nạp vào. Quý vị nhầm những cái chain này là quý vị sẽ bị mất tiền và mất, không thể support, không thể lấy lại được đó. Thì khi quý vị chọn cái chain ở đây thì cái bên gửi quý vị cũng chọn đúng chain. Ví dụ ở đây cái chain là TRC20 thì cái bên gửi quý vị cũng chọn đúng là cái chain TRC20 đó, ok chưa? Thì quý vị có thể bấm vào cái biểu tượng copy này để copy cái địa chỉ nhận, hoặc quý vị cũng có thể quét cái mã QR. Rồi, và đến đây thì KTV xin kết thúc video tại đây. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới nhất. Quý vị ai chưa có tài khoản sàn, quý vị hãy lấy đường link hoặc là lấy cái mã đăng ký KTV để bên dưới video này.